Thưa quý vị, trong những ngày giãn cách, thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, rất nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không hoạt động, phải neo đậu, nằm chờ lâu ngày tại các vùng nước nên rất dễ xảy ra hỏng hóc nếu không được bảo dưỡng định kỳ. Mặt khác, việc các địa phương siết chặt kiểm soát người ra đường trong thời gian này cũng làm một số ngư dân gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác duy tu, bảo dưỡng tàu thuyền. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để ngư dân xuống quản lý, bảo dưỡng tàu định kỳ 3 ngày một lần. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 8 trở đi, do thành phố siết chặt hơn việc giãn cách theo chủ trương ai ở đâu thì ở đó, nên một số ngư dân gặp khó khăn khi xuống bảo dưỡng tàu, nhất là với những ngư dân có tàu đang neo đậu ở địa phương khác với nơi mình cư trú. Tàu mình hiện giờ cảng các phường An Hải Bắc đây thì ở dưới cảng cá Thọ Quang vậy đó, rồi lên xuống bảo dưỡng bơm nước bơm non rất là khó khăn, đi đường rất là khó khăn. Nói chung tàu ở dưới đó là nó vô chừng lắm, tại vì ở trên sông nước á là lúc bữa nay nó không có gì, nhưng mà ngày mai là nó có những sự cố xảy ra, đấy là phải cần xuống để kiểm tra co ngó cho nó, chứ không là nó sẽ dễ xảy ra những cái đáng tiếc. Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông cho biết, dù là địa phương neo đậu nhiều tàu thuyền nhất trên địa bàn thành phố, nhưng Nại Hiên Đông cũng vừa là vùng dịch có nguy cơ cao. Vì vậy, địa phương kiểm soát rất chặt người ra đường, kể cả ngư dân được cấp phép xuống bảo dưỡng tàu. Tuy nhiên thì vừa qua, được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, các phường cũng đã thống nhất với nhau tạo điều kiện cho ngư dân được xuống bến cảng để quản lý, bảo dưỡng tàu thuyền. Đối với các trường hợp này thì cũng cấp trên quận đã có cái chỉ đạo rồi. Thì đối với địa phương thì cũng tạo điều kiện cho các công dân có tàu neo đậu tại trên địa bàn của phường vào thực hiện các việc thăm tàu. Cũng đúng như các phường khác cũng đã cấp cái giấy rồi. Cũng 2 tiếng đồng hồ các phường đã thống nhất với nhau từ 10 giờ đến 12 giờ. Tuy nhiên thì đối với công dân từ phường khác vào thì sau khi thực hiện xong sẽ được đưa đến trạm y tế của phường để test nhanh lấy mẫu. Và sau khi test có kết quả âm tính thì chúng tôi sẽ bàn giao lại cho địa phương. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang cũng tạo điều kiện để ngư dân có phương tiện neo đậu tại cảng cá, thực hiện ba tại chỗ, vừa trông coi, bảo dưỡng tàu, đồng thời bố trí các phương tiện, thiết bị, sẵn sàng ứng phó sự cố khi xảy ra. Hiện nay là Ban Quản lý có 23 người ở tại khu vực thực hiện cái nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự, cái phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường tại khu vực. Bên cạnh đó thì Ban Quản lý cũng đã thuê cái đơn vị trung tâm ứng phó dịch vụ sự cố trăng dầu đặt cái trang thiết bị tại đây để sẵn sàng ứng phó sự cố khi cần thiết. Dịch Covid-19 hiện còn rất phức tạp. Vì vậy, ngư dân Đà Nẵng rất lo lắng về vấn đề bảo dưỡng tàu về lâu dài, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần.